góp mặt trong Hành Trình Công Lý, Thu Quỳnh và Hà Việt Dũng có cơ hội đóng cặp cùng nhau. Đây là lần thứ hai hai diễn viên đóng chung phim nhưng là lần đầu tiên sắm vai vợ chồng. Trước đó, Thu Quỳnh từng là chị dâu của Hà Việt Dũng trong bộ phim Ngược Chiều Nước Mắt. Đối với Hà Việt Dũng, đây là bộ phim thứ hai anh được đóng một nhân vật làm trong ngành luật. Trước đó, ở bộ phim Lựa Chọn Số Phận, Hà Việt Dũng đóng vai thẩm phán. Tuy nhiên, vai diễn trong Hành Trình Công Lý khó hơn khi Hà Việt Dũng phải nhớ chính xác từng lời thoại. Anh kể, buổi quay đầu tiên có phân cảnh phải thực hiện hơn 10 lần mới hoàn thành vì bị vấp thoại. Còn với Thu Quỳnh, Hành Trình Công Lý là lần đầu tiên nữ diễn viên được làm một nữ điều tra viên của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân. Nữ diễn viên phải học kỹ lời thoại và có sự giúp đỡ của đội ngũ cố vấn để đảm bảo độ chính xác trong từng câu thoại. Dù lần đầu đóng cặp nhưng cả Hà Việt Dũng và Thu Quỳnh đều kết hợp rất ăn ý. Hà Việt Dũng trêu đùa đóng vợ chồng nhưng vì cùng làm trong ngành luật nên sẽ có phần khô khan hơn các cặp đôi khác. Thu Quỳnh lại dí dỏm cho rằng Hùng và Nguyệt có ít cảnh tình cảm là bởi bức ảnh cưới cả hai đều mặc đồng phục treo trong phòng ngủ. Mời các bạn cùng dõi theo các tập phim Hành Trình Công Lý phát sóng vào 21 giờ 40 phút thứ hai, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 10 tháng 10. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.